chào mừng quý vị đang đến với chương trình Siêu Quậy Tí Hon, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty Đông Tây phối hợp thực hiện. Chương trình được tài trợ bởi công ty cổ phần DNA. Mời quý vị hãy cùng đến Siêu Quậy Tí Hon, cùng chứng kiến và thưởng thức những trận so tài rất hấp dẫn của các vận động viên của chúng tôi. Chương trình Siêu Quậy Tí Hon hy vọng sẽ mang đến cho quý vị những giờ phút thư giãn thật thoải mái. Và bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với Siêu Quậy Tí Hon ngày hôm nay. Đội đỏ, Hạng Long, thí sinh Phương Anh, 11 tháng tuổi, cân nặng 9kg 8, sở thích leo trèo và lật mở các trang sách. Hạng đuôi, thí sinh Thiên Minh, 4 tuổi, cân nặng 19kg, thích xem phim hoạt hình Tom Jerry. Hạng nặng, thí sinh Ngọc Phúc, 7 tuổi, cân nặng 34kg, sở thích là làm họa sĩ. Đội xanh, Hạng Long, thí sinh Tâm Đoan, 11 tháng tuổi, cân nặng 9kg, sở thích là thích xem quảng cáo. Hạng ruồi, thí sinh Anh Thi, 4 tuổi, cân nặng 16kg, thích ráp hình, sâu hạt, vẽ, múa và thủ võ. Hạng nặng, thí sinh U Phương, 7 tuổi, cân nặng 34kg, thích xem truyền hình và thích đọc truyện tranh. Đội vàng, Hạng Long, thí sinh Thanh Vi, 11 tháng tuổi, cân nặng 11kg, sở thích là thích chụp hình, thích nghịch nước và chơi bong bóng. Hạng ruồi, thí sinh Đại Phát, 4 tuổi, cân nặng 21kg, thích chơi xe, thích siêu nhân và xem phim hoạt hình. Hạng nặng, thí sinh Lê Minh, 7 tuổi, cân nặng 32kg, thích bơi lội và cờ tướng. Chào mừng quý vị đến với giải vô địch Hạng Long. Và ngày hôm nay, các thí sinh 11 tháng tuổi của chúng tôi sẽ bắt đầu cống hiến cho quý vị trong một trò chơi rất đặc biệt, trò chơi bò nhanh. Rất đơn giản, các thí sinh sẽ cùng nhau bò theo món đồ chơi có sự trợ giúp của các phụ huynh. Thí sinh nào đến đích đầu tiên sẽ nhận được 3 điểm, thí sinh về nhì được 2 điểm và thí sinh cuối cùng nhận được 1 điểm. Nào, xin mời các phụ huynh chuẩn bị. Và các thí sinh cũng chuẩn bị. 1, 2, 3, bắt đầu. Bò đi con, con bò theo, con bò theo. Rồi rồi, mẹ mẹ bò đây. Trò chơi thi bò nhanh đã kết thúc rồi. Bây giờ xin mời tất cả quý vị phụ huynh và ba thí sinh lui về giữa sân khấu. Wow. Rồi, mời các chị. Đã đến lúc chúng ta cùng xem các thí sinh đã mang về bao nhiêu điểm cho đội của mình. Đầu tiên, thí sinh màu xanh mang về 3 điểm cho đội của mình. Và bàn tay của thí sinh màu vàng và màu đỏ đồng loạt đặt lên đích đến bằng nhau, cho nên mỗi thí sinh cùng mang về 2 điểm cho đội của mình. Kết thúc trò chơi bò nhanh, đội đỏ được 2 điểm, đội xanh 3 điểm và đội vàng 2 điểm. Chúc mừng cho sự khởi đầu tốt đẹp. Xin cảm ơn cả ba thí sinh và đặc biệt cảm ơn phần hỗ trợ của quý vị phụ huynh.
Xin mời quý vị tiếp tục đến với phần thi đấu của các thí sinh hạng rồi. Chào mừng quý vị đến với giải vô địch hạng rồi. Các thí sinh ở lứa tuổi trung bình của mỗi đội sẽ cùng nhau tham gia các trò chơi và cùng tranh tài. Và trò chơi trong siêu quậy tí hon ngày hôm nay sẽ là trò thầy thả. Nào, cả ba thí sinh, nghe chú Toàn hỏi đây. Ở nhà có ai giúp mẹ làm việc nhà không? Giơ tay lên. Wow. Ben, con giúp mẹ làm gì nè? Mẹ rửa chén. Rửa chén. Còn con giúp mẹ làm gì? Nấu cơm. Nấu cơm. Con biết nấu không? Vậy còn Bơm, con giúp mẹ làm gì? Con giúp mẹ nấu cơm. Con nấu cơm luôn. Chà, các thí sinh của chúng ta rất là giỏi. Nhưng hôm nay chú Đình Toàn cần các bạn giúp mẹ thay tã cho em bé. Nghe đây, mỗi đội sẽ cùng mở tã cũ ra, sau đó bôi phấn lên cho em và thay vào một tã mới. Ai thay tã nhanh nhất sẽ mang về 3 điểm cho đội của mình. Ai thay tã dây nhi sẽ nhận được 2 điểm và người cuối cùng chỉ nhận được 1 điểm mà thôi. Nào, bây giờ cả ba thí sinh, chú Toàn sẽ tặng cho các con mỗi bạn một cái tã mới. Của con, đây là của con. Nào, việc thay tã và 2 phút dành cho ba bạn bắt đầu. Thay tã cho em bé đi con. Con mở tã cũ cho em ra. Con mở tã cũ. Rồi, bôi phấn chưa? Con bôi phấn cho em chưa? Bơm, miếng băng này dán đi đâu? Con dán đi đâu? Dán đi. Chú Toàn chỉ có thể hướng dẫn cho con thôi. Dán bật ra chứ không phải dán úp vô con. Dán mở ra. Người thả rồi, làm lại. Nhanh lên, chúng ta sắp hết giờ rồi các con. 5, 4, 3, 2, 1, không, hết giờ. Và bây giờ Bơm ơi, con mặc được cho em không? Sao con vui dữ vậy? Con có mặc được không? Mặc được hả? Để chú Toàn coi con mặc cho em như thế nào nha. Cái gì đây con? Rớt tả của em rồi kìa. Được rồi, Bơm để đây. Tới con nào. Nào, chú Toàn coi. Wow, không rớt xuống. Đồng ý. Tới con. Con được không? Không. Vậy giờ sao? Con thắng hay con thua hả? Thua hả? Thôi để chú Toàn xem con thua như thế nào. Đúng không? Rồi, cảm ơn các con. Lần sau chúng ta sẽ có nhiều kinh nghiệm để có thể khéo léo hơn trong việc phụ mẹ mặc tã cho em nhé. Và bây giờ, kính thưa quý vị, đã đến lúc chúng ta cần công bố điểm của cả ba đội rồi. Đội màu xanh, con mang về 3 điểm cho đội của mình là đội chiến thắng. Giỏi lắm. Thế còn đội màu đỏ và đội màu vàng, con đều mặc tã cho em không được như nhau và mỗi đội nhận được 1 điểm cho phần thi của mình. Kết thúc vòng thay tã, đội đỏ 3 điểm, đội xanh vươn lên 6 điểm và đội vàng 3 điểm. Chúng ta đã trở lại với giải vô địch Hạng Long và bây giờ các thí sinh của chúng tôi sẽ cùng nhau thi uống sữa. Mỗi thí sinh sẽ được cung cấp một bình sữa với thể tích như nhau. Và trong thời gian 2 phút, thí sinh nào uống nhanh nhất sẽ nhận được 3 điểm. Thí sinh nào
Dây Nhi nhận được 2 điểm và thí sinh cuối cùng sẽ nhận được 1 điểm. Nào, trò chơi thi uống sữa bắt đầu. Đó, uống sữa đi con, uống sữa đi con. Đây, con thử cầm, thử cầm. Ồ, một sự khởi đầu thật tốt đẹp. Su Su sao, Su Su có cầm được sữa không? Ồ, giỏi rồi, uống đi con. Uống đi. Rồi, kính thưa quý vị, sắp hết giờ rồi. Đây. Bây giờ uống này con, bây giờ uống. Chúng ta đang ở những giây phút cuối cùng của trò chơi thi uống sữa. 8 7 6 5 4. Dừng lại nào, chúng ta kiểm tra xem nào. Hết rồi, chúc mừng đội màu vàng. Đây, trả lại cho con. Đội màu đỏ đâu? Có dời được chút nào không con? Có được chút chút ha. Còn đội màu xanh, chính xác là vẫn 60 như cũ. Vậy thì kính thưa quý vị, đội màu xanh sẽ nhận được 1 điểm về cho đội của mình. 2 điểm sẽ thuộc về đội màu đỏ. Và cuối cùng, thí sinh của đội màu vàng sẽ nhận được 3 điểm về cho đội của mình. Kết thúc vòng thi uống sữa, điểm số của các đội như sau: đội đỏ 5 điểm, đội xanh 7 điểm và đội vàng 6 điểm. Xin cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi các thí sinh hạng long của chúng tôi. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục quay lại với phần thi đấu của các thí sinh hạng rùi. Chào mừng quý vị đã trở lại với giải vô địch hạng rùi. Và bây giờ các thí sinh của chúng ta sẽ giống như những người thợ xây vậy. Họ sẽ tham gia trò chơi xây nhà. Trong vòng 2 phút, thí sinh nào xây được khối nhà cao nhất sẽ nhận được 3 điểm. Thí sinh nào có khối nhà cao nhì nhận được 2 điểm. Và thí sinh có khối nhà thấp nhất sẽ nhận được 1 điểm. Cả 3 thí sinh nghe đây. Nghiêm, đứng nghiêm, đứng nghiêm, đứng nghiêm. Tất cả nghiêm đâu? Nghiêm, đứng nghiêm, bỏ chân xuống, nghiêm đàng hoàng. Chào, gãy đầu. Đưa hai tay lên trời. Đưa hai tay lên, hai tay luôn. Chập lại, chập lại lại. Quay tay. Đúng rồi, hãy làm cho thật khéo léo, cho thật dẻo dai, bởi vì các bạn sẽ làm những người thợ xây ngay bây giờ. Nhớ nha, ai xây cao nhất sẽ được điểm cao nhất. Bây giờ, phần thi xây nhà bắt đầu. Thank you.
đi. Nào, 5, 4, 3, 2, 1, không, dừng lại. Yeah. Rồi. Rồi, bây giờ các bạn trở về chỗ, nhanh lên. Và bây giờ, khối hình của đội màu đỏ cao nhất và con mang được về 3 điểm cho đội của mình. Bơm, 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 yeah, yeah, bơm. Yeah. Và đội màu vàng và đội màu xanh có chiều cao bằng nhau. Và cả hai đội, mỗi đội sẽ mang về 2 điểm cho đội của mình. Đặt tay vô, đặt tay vô. Yeah. Xin chúc mừng cả 3 người thợ xây thật khéo léo. Và cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi trò chơi của chúng tôi. Kết thúc phần thi xây nhà, đội đỏ 8 điểm, đội xanh 9 điểm và đội vàng 8 điểm. Chúc mừng cả 3 đội. Chào mừng quý vị đến với siêu quậy tí hon giải vô địch hạng nặng. Và bây giờ xin mời quý vị cùng hướng mắt về 3 thí sinh của chúng tôi. Trước khi bước vào vòng thi, xin mời các thí sinh trả lời một số câu hỏi của chú Đình Toàn. Ở nhà các bạn có thường hay vẽ tranh hay không? Có. À, đội màu vàng, bạn thường vẽ tranh gì? Xe. Xe, cảm ơn bạn. Thế còn đội màu xanh, bạn thường vẽ cái gì? Con thường vẽ mẹ và con. Vậy thì trong cái bức tranh mẹ và con đó, con đẹp hơn hay mẹ đẹp hơn? Cả hai người đẹp giống nhau. Chú Toàn cũng tin chắc là mẹ con cũng rất đẹp. Rồi, thế còn đội màu đỏ, con thường vẽ cái gì? Dạ, con thường vẽ bông hoa. Bông hoa để làm gì? Tặng mẹ. Thế còn con vẽ cái gì để tặng ba? Dạ, con vẽ áo khoác tặng ba. Bộ ba không có áo khoác hả? Có, nhưng mà con vẽ ba thật nhiều áo khoác để ba bận đi làm. Dạ, con chắc là cái áo mà con vẽ đó ba con mặc đi làm được không? Đúng rồi, quan trọng là chúng ta có tấm lòng và muốn tặng cho ba, cho mẹ hay cho tất cả những người mà chúng ta thân yêu một món quà gì đó, đúng không? Còn bây giờ, ngày hôm nay ở siêu quậy tí hon, các con sẽ vẽ, nhưng mà là vẽ bàn tay. Nào, trước mặt các bạn đều có sẵn giấy và bút màu. Nhiệm vụ của các bạn là vẽ thật nhiều những bàn tay. Một bàn tay được xem là hợp lệ là một bàn tay được vẽ với đầy đủ 5 ngón. Nhớ nha, nếu bàn tay 4 ngón sẽ bị loại liền. Và nhớ, chúng ta có 2 phút. Trong thời gian 2 phút đó, bạn nào vẽ được nhiều bàn tay nhất sẽ mang về cho đội mình 3 điểm. Người thứ nhì chỉ nhận được 2 điểm và người cuối cùng sẽ nhận được 1 điểm. Cho nên, tất cả hãy cùng cố gắng và cùng vẽ thật nhiều bàn tay. Tất cả ba bạn sẵn sàng chưa? Đưa hai tay ra trước. Khởi động bàn tay của mình đi. Mạnh lên. Thôi dừng lại, coi chừng rớt hai bàn tay ra. Bây giờ ngồi xuống ghế. Vẽ bàn tay trong 2 phút. Bắt đầu. Đúng rồi, đầu tiên là mở màu ra. Khéo léo, mở rộng bàn tay ra thì bạn mới dễ vẽ. Đó, đúng rồi. Nhớ nha, phải cẩn thận cho đủ 5 ngón. Mỗi thí sinh của chúng ta đều có cách vẽ khác nhau. Người thì bắt đầu từ ngón út trước, người thì bắt đầu từ ngón cái trước. Nhưng điều đó không quan trọng. Hai bàn tay. Đã lưu ý là phải đầy đủ nét của ngón tay. Chúng ta không có nhiều thời gian, cho nên các thí sinh phải vẽ một cách nhanh chóng, nhưng bảo đảm là vẽ đủ 5 ngón tay và vẽ đẹp nữa kìa. Theo sự nhận xét của tôi thì đội màu xanh đang tiến hành rất là nhanh. Nhưng mọi sự bất ngờ đều có thể xảy ra. Sắp hết giờ rồi các bạn,
chúng ta chỉ còn có vài giây cuối cùng thôi. 5, 4, 3, 2, 1, 0, dừng lại. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra xem mỗi thí sinh đã vẽ được bao nhiêu bàn tay. Đội màu đỏ, bạn giơ tay của bạn lên coi. Wow. Còn sao chúng ta sẽ rửa tay sau. Còn bây giờ 1, 2, 3, 4. Chúc mừng đội màu đỏ với 5 bàn tay. Đội màu xanh 1, 2, 3, 4, 5, 6. À, cái này không tính, bàn tay này mới có 4 ngón thôi. Còn một ngón nữa không kịp giờ đúng không bạn? Và chúc mừng đội màu xanh với 6 bàn tay. Thế còn đội màu vàng, con có biết con vẽ được bao nhiêu bàn tay không? Dạ không, chúng ta cùng đếm nào, con đếm đi. 1, 2, 3, 4, 5. Cái này đếm không? Dạ không. Cái này chỉ có 4 ngón rưỡi thôi. Còn một nét bên đây nữa là chúng ta được 6 rồi. Và đội màu vàng cũng với 5 bàn tay. Kết quả của chúng ta sẽ là đội màu xanh con nhận được 3 điểm cho đội của mình. Yeah. Đội màu vàng và đội màu đỏ cùng vẽ được 5 bàn tay và cùng mang về 2 điểm cho mỗi đội của mình. Nào các bạn, một lần nữa đưa tay lên vẫy chào khán giả nào. Sau khi tham gia vẽ bàn tay, điểm số của các đội là: đội đỏ 10 điểm, đội xanh 12 điểm và đội vàng 10 điểm. Chào mừng quý vị, chúng tôi đã trở lại rồi. Và chúng ta tiếp tục đến với phần thi đấu của các thí sinh ở giải vô địch hạng nặng. Hãy xem các thí sinh chúng ta sẽ làm trò gì đây. Nào, đội màu xanh, ở trò chơi trước con đã được 3 điểm và là người chiến thắng. Vậy bây giờ con có muốn nhường phần thắng lại cho hai bạn trai không? Không. Vậy còn hai bạn trai, đội màu vàng, nếu là con có nhường phần thắng lại cho bạn không? Đúng rồi, chúng ta hãy chơi và cố gắng dành cho nhiều điểm đúng không nào? Bây giờ cho chúng ta hỏi đây, mỗi bạn đều cầm một cây quạt trên tay rồi, các bạn có biết cây quạt dùng để làm gì không? Quạt cho mát. Quạt cho mát. Khi nào thì người ta cần cây quạt để quạt cho mát? Có lý. Ngoài việc quạt cho mát thì cây quạt còn có thể làm gì nữa? Màu vàng. Làm gì? Đập mũi. Đập mũi. Cũng có lý. Hãy làm tất cả những cái gì mà các bạn làm được đúng không? Vậy bây giờ cây quạt còn một công dụng nữa, đó là để từng bóng. Đúng vậy, ba bạn, mỗi bạn sẽ dùng quạt từng lần lượt 3 quả bóng từ điểm xuất phát cho tới đích. Sau khi tới đích kết thúc quả đầu tiên, bạn sẽ quay về và nhận quả thứ hai, cứ như thế cho đến quả thứ ba. Đội nào truyền được 3 quả bóng đến đích đầu tiên sẽ là đội chiến thắng và mang về 3 điểm cho đội của mình. Đội về nhì nhận được 2 điểm và đội cuối cùng chỉ nhận được 1 điểm mà thôi. Trò chơi rất đơn giản nhưng đòi hỏi sự khéo léo. Cả 3 thí sinh chuẩn bị chưa? Dạ rồi. 1, 2, 3, bắt đầu. Nhớ bước vào đường đi của mình, bước vào đường đi của mình nha. Nếu như bạn làm rớt bóng xuống đất thì coi như là bỏ quả bóng đó và bạn phải diễn lại rồi. Màu xanh, trở về với quả bóng thứ hai. Màu vàng, màu vàng, quả thứ hai rồi. Bây giờ là quả thứ ba. Trở về quả thứ hai, nhanh nhanh lên. Màu đỏ. Chín quả bóng đều đã được truyền về đích rồi. Nhưng chúng ta còn một điều quan trọng nhất là cần phải xem
ai là người chiến thắng và điểm số của các thí sinh như thế nào đây. Tất cả thí sinh nắm tay lại. Nắm tay đi, không sao đâu mà. Lùi về đây. Nào, bây giờ đội màu vàng có nhận được 2 điểm về cho đội của mình. Đội màu xanh có nhận được 1 điểm về cho đội của mình. Và cuối cùng là đội màu đỏ nhận được 3 điểm. Xin cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi phần thi đấu của các vận động viên hạng nặng. Và bây giờ xin chờ xem kết quả chung cuộc như thế nào. Sau khi tham gia trò chơi tưng bóng, điểm số của các đội bây giờ là như sau. Đội đỏ 13 điểm, đội xanh 13 điểm và đội vàng 12 điểm. Chúc mừng cả 3 đội chơi. Thưa quý vị, phần thi đấu của các thí sinh của chúng tôi với các hạng cân khác nhau đã kết thúc với kết quả như sau. Đội màu vàng được 12 điểm, nhận huy chương đồng với phần thưởng là 1 phần quà của nhà tài trợ và 1 phiếu mua quà trị giá là 900.000 đồng. Đội màu đỏ và đội màu xanh đều đồng 13 điểm và xuất sắc nhận huy chương vàng với phần thưởng là 1 phần quà của nhà tài trợ và 1 phiếu mua quà là 2.200.000 đồng dành cho mỗi đội. Thưa quý vị, chương trình Siêu Quậy Tí Hon do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty Đông Tây tổ chức thực hiện được sự tài trợ của công ty cổ phần Diana đến đây đã kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 19 giờ ngày thứ bảy tuần sau trên HTV7. Chào tạm biệt. Trâm và chương trình chuyện hôm nay xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, cùng chung một vấn đề đó là sự diễn biến thất thường của thời tiết trong năm nay, nhưng người dân ở mỗi địa phương lại có những sự lo lắng khác nhau.